250 triệu. Bên em bàn giao xe cho khách nè cô chú anh chị. Cuộc đời này tiền nhiều để làm gì, mà tại sao cô chú anh chị không mua ô tô ủng hộ Trần Anh đi? Đó, xe thì quá trời tiền, đúng không cô chú anh chị? Tiền bạc không quan trọng nữa, quan trọng bây giờ là cái tình cảm. Đó, bên em bàn giao xe mẫu Hyundai Avante cho khách rồi nè. Nói chung là cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều đã ủng hộ cho Trần Anh ô tô nha. Sáng đến giờ chắc phải 6 em lên đường liên tục, liên tục cho cô chú anh chị. Mẫu Hyundai Avante anh trai coi clip lâu rồi ủng hộ cho Trần Anh đây. Bán kiếm 3-4 triệu là cho lên đường luôn. Đó là form dáng của em Hyundai Avante, dòng ra bản full hàng nhập khẩu nha cô chú anh chị, số tự động khá là đẹp, chuẩn chưa? Đó là chia sẻ những lúc mà khách tới mua xe bên Trần Anh đó. Em còn hàng loạt xe nè, mấy chục triệu cũng có nè, 7 chỗ mấy chục triệu nè. Em này có 75 triệu, rẻ không? Đây bà con, 75 triệu sở hữu ngay mẫu Fairy rồi, quá rẻ cho một cuộc tình luôn. 542 bên đây chấp Tiva thì giá nó nằm tầm 230 bớt 10 còn 220 chấp Tiva nha. Mẫu này là em nói là mang cho em nó là số tự động nha cô chú anh chị, số tự động xe đẹp màu bạc 220. Bên đây là số sàn 208 màu vàng cát luôn. Đây cô chú anh chị, màu vàng cát này, con này giá hơn 200. Này có tầm 201 có bán được cho cô chú anh chị. 60B1706. Form đẹp không? Đó, bên đây còn mẫu Jolly. Jolly mẫu này cũng rẻ đi. Hơn 100. Em này sản xuất năm 2004 nha. Hơn 100 triệu sở hữu ngay mẫu Jolly bên Trần Anh rồi. Xíu nữa em review clip. Đây bà con, đó hơn 100 triệu sở hữu ngay mẫu Jolly 24 bên em nè. Bánh treo nha, trong xe bản đủ bánh treo đàng hoàng nha cô chú anh chị. Xét bên đây còn mẫu Spark nè. Spark này thì bán hết giá cho bà con có tầm 80 à. Bán tải, mẫu bán tải không ai chạy dịch vụ đâu, cho nên bà con có bán yên tâm nè. Đó là mẫu xe bán tải Chevrolet bán tải, em này có niên hạn sử dụng nha, 25 năm niên hạn đó. Con này như 21 thì phải, còn đâu mười mấy năm nữa, chạy thoải mái mấy chục triệu, che nắng che mưa, chở đồ đạc, chở hàng hóa đi chơi rất là ok nha. Cô chú anh chị thích chở người thì cô chú anh chị cứ chở, nhưng mà khi chở nhớ mang theo tiền, công an nó tóm được nó phạt á. Ok, bên đây Trần Anh tiếp tục một mẫu Ford Everest nè. Em này giá rẻ kinh kim mà 295 bớt 10 nè, còn 285 nè. Rẻ không? Ford Everest màu đen, nước sơn ở trong khá là đẹp, sơn trong sơn ngoài sơn si sạch sẽ, máy móc ok, giá rẻ kinh sài 285. Đó là form dáng em Ford Everest. Bên đây Trần Anh còn mẫu Honda Civic giá 28 bất 10 còn 27 sao 2 270, mẫu Honda Civic là của chú anh chị khách tới mua xe nè. Đó anh ơi, bây giờ nè, cái xe này anh chị cứ lấy về chạy trước vài ngày đi, cảm thấy nó quen rồi chạy ra đút hồ sơ ba đút nhẹ, anh hiểu không? Cứ về chạy trước đi, là từ từ anh đút, đừng đút vội. Dạ rồi, em giao xe tới nhà luôn để chiều còn nhậu với anh chứ. Ok, chưa bắt cái nhậu giờ nó luôn đi. Đây là Honda Civic số tự động nè cô chú anh chị, xe này thì Trần Anh cũng đã đăng clip rồi nha. Đây là mẫu Honda Civic nè, là cô chú anh chị đẹp không? 28 mức 10 27. Cô chú anh chị mua bớt cho thêm vài triệu nữa, bớt cho thêm vài triệu nữa cho cô chú anh chị thoải mái nha. Đó, mua bán là phải thoải mái vui vẻ, mình đến với nhau bằng những niềm tin, mình cho nhau bằng những niềm hy vọng trong cuộc sống nha. Đó, ok chưa? Tiền ít tiền nhiều không quan trọng, quan trọng chúng ta vui vẻ là được. Đó, giao Avante cho khách rồi, ok chưa? Khá là bà rồ. Bên đây còn mẫu Toyota nè, Prius em này 2014. Mẫu này là mẫu số tự động nha cô chú anh chị. Giá đâu đó sắp xỉ dưới 400. Prius 2014. Máy rin số rin hết, nguyên bản nguyên rin hết. Đó bà con thấy nhiều xe, đây là cơ sở của Trần Anh ô tô với An Sơn nè. Nha cô chú anh chị nha. Ngay nằm ngay trên trục đường Trần Phú, đường quốc lộ 20. Hướng về
Đà Lạt và hướng về Sài Gòn nha. Nơi đây khí hậu rất là thoáng mát, rất là thoải mái, không nóng không lạnh, nó nằm tầm tầm trung, nó mang cho cô chú anh chị có một cảm giác rất là tuyệt vời khi đến với cửa hàng bên em. Và cái thứ ba, cô chú anh chị thích tắm biển thì Trần Anh dắt xuống biển, mà thích lên Đà Lạt em dắt lên Đà Lạt luôn, ăn nhậu xong rồi về nha, được chưa? Còn riêng đi tới đây không lo công an, công an alo cho Trần Anh, ok chưa? Bao nha bà con nha. Em kết thúc chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye nha. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh Auto Đà Lạt Lâm Đồng.